Đây là một vũ trụ mà Trấn Thành cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì vô tình không biết sao mình nhìn họ ở ngoài đời và mình tưởng tượng là ở đây là những cái người mà sẽ phù hợp với một dạng nhân vật nào đó trong cái khu chung cư này. Nhân vật kỳ này của Đức có tên là A Tỷ. A Tỷ là một người hàng xóm trong cái khu xóm của Mai. Cái vai diễn lần này thì cái khó khăn thử thách nhất đó là cái tạo hình. Đạo diễn yêu cầu phải xấu mới được. Mai! Bao nhiêu thằng đàn ông trong số này thằng này không nhìn? Mày nhìn nó hoài vậy Mai? Trong phim thì lộ vào vai Phụng. Lần đầu tiên đi quay vào vai một phụ nữ nhưng mà không có được make up. Lộ chắc có lẽ có một chút xíu nào đó, vẫn không có tự tin về bản thân mình lắm. Nhất là khi mình không make up. Khi mà được Trấn Thành đã nhảy ý mời Thanh Hằng trong một cái vai diễn. Đó là một cái vai bà chủ nhà trọ. Mà cái vai có một cái tính cách lạ lắm. Một người mà có nhiều lúc nó cũng thấy nó rối rối thì sao đâu. Trong bộ phim này thì Nga vào vai bà Nga, một trong những bà hàng xóm trong một cái vũ trụ hàng xóm rất là dễ thương. Bà Nga, bà cũng là một người có nhan sắc lúc trẻ, nhưng mà đã qua cái thời trẻ rồi thì bà và những cái nhân vật trong cái vũ trụ hàng xóm đó là ganh tị với lại nhan sắc của cô Mai. Trong phim Mai này á, thì Linh tham gia với một vai là một bà hàng xóm hơi ganh tị nhẹ với nhân vật Mai, tại vì Mai là một cô bé mới vừa dọn tới. Mình ở trong phim thì mình là một cái nhân vật trong cái vũ trụ hàng xóm của Mai ấy, thì cũng là một cái người mà có cái tính cách cũng gần giống như là ở ngoài đời. Tiếp này là người chắc thì tiếp không? Ngọc Nguyễn là một cái người rất là đáng yêu và khu xóm này cần một cái nhân vật phải có cái dạng tính cách như vậy. Cái tính cách đó là cái tính cách nó tự nhiên mà mình không thể kiếm được ở những diễn viên. Có biết đâu, tự dưng là bên quản lý của Thành gọi. Thế xong rồi cũng giật mình, thế là rất là vui và nhận lời luôn. Mặc dù là livestream bán hàng nhé, không phải là diễn viên nhé, nhưng mà đóng xong một cái set nào mà cảm thấy chưa vừa lòng á, đứng giận bản thân ấy. Có nghĩa là Ngọc phải rất là thoải mái, Ngọc đừng biết căng thẳng, giờ rất không có gì, đừng lo là nó bị chậm nhá. Khi mà Quốc Khánh tham gia bắt đầu để khai thác nhân vật này thì Quốc Khánh thấy nó rất là khác. Ví dụ như Khánh là một cái người nó hơi hướng nội, thì nhân vật Bobby này nó hơi hướng ngoại tí xíu. Việc Khánh hay nói chuyện hay là giao tiếp với mọi người rất là bình tĩnh, còn nhân vật này nó hơi bồng bột tí xíu đó, nó là cái thứ mà nó trái ngược lại với mình rất là nhiều của ngoài đời. Vai diễn trong phim Mai lần này của Quỳnh là vai Phạm Anh Tú, vai quản lý của tiệm massage. Mình là một nhân viên massage trong phim Mai và là đồng nghiệp của Mai, mình là Diễm. Thiệt sự thì mình cũng chưa từng thử qua cái công việc quản lý để mà hiểu được cái tâm lý của một người quản lý như thế nào, thì rất là căng cho cái cảnh quay đầu tiên của Quỳnh trong phim. Đó là một cái cảnh quay one shot. Cái shot quay nó rất là dài, cảnh diễn của Anh còn ở cuối cùng nữa, nên là mình cũng rất áp lực, nếu mà mình sai sẽ làm lại ngay từ đầu luôn. Rất là may mắn là Quỳnh Anh đều được chị Khả Như và chị Phương Anh Đào chỉ rất là nhiều thứ, và mọi thứ đến bây giờ thì trộn vía là trót lọt êm xuôi. Đây, Mai cùng quê với em luôn. Thường thì quý vị khán giả sẽ thấy một cái Khả Như rất là lúc nào cũng có nhiều miếng hài, rất là năng động. Nhưng mà với vai diễn này sẽ là một cái hình ảnh hoàn toàn khác. Đó là cái tương tác của Như dành cho Mai trong phim. Ở bên ngoài thì hai chị em dẫn từ sáng tới chiều á, mà đến khi vào phim thì phải ghét, mà ghét từ trong tâm hồn á, thì đó cũng là một cái sự gọi là phải tập trung nhiều lắm, tại vì cứ nhìn thấy nhau là xì thôi. Rồi, thôi mình đi mua đi ha, mua. Trong phim Mai thì Uyển Ân đóng vai Bình Minh. Khi đạo diễn Trấn Thành ngỏ lời mời lên casting cái vai này thì mình rất là thích, bởi vì đây là một màu hoàn toàn khác những vai diễn trước đây và kể cả khác hoàn toàn với cái tính cách của mình luôn. Mình cũng đã muốn cắt tóc ngắn từ rất lâu rồi, nhưng mà may mắn là nhận được vai này và cần cái tạo hình này là mình một công nói chuyện luôn. Lần này vai trò đạo diễn và diễn viên của Trấn Thành khó hơn Nhà Bà Nữ rất nhiều. Thành phải hóa thân thành một cái người đàn ông 60 tuổi hơn. Trước khi quay, Thành phải mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để make up. Sau khi mình make up, đang có cái tâm lý của cái người già đó, lại phải xả cái tâm lý đó ra để làm một ông đạo diễn chỉ đạo cái góc máy, chỉ đạo cho những diễn viên còn lại trong cái cảnh đó phải diễn như thế nào, để nói cho diễn viên của mình diễn ra được cái cảm xúc mà mình mong muốn họ thể hiện. Rồi sau khi mình diễn đạt cho họ xong, mình là phải quên hết để mình nhập lại vô cái vai, cái con người của ông Hoàng. Việc anh nhận vai trong cái phim Mai của đạo diễn Trấn Thành, đây là cái vai một chú bảo vệ tên Úc, một người rất thương cái nhân vật chính. Bữa mà lên đầu tiên, má nghe anh Thành nói lại hết cái chuyện phim, thì xúc động lắm, má khóc. Tại vì một cái phim tình cảm mà anh Thành là ảnh là sâu sắc về phim tình cảm đó, thành ra má cũng rất là vui khi mà anh Thành muốn má làm chung với anh Thành nữa. Trong phim Mai, Hồng Đào đóng vai bà Đào. Dưới góc nhìn của bà Đào thì bà rất ư là coi Mai giống như một người em ruột. Là tại vì Mai là một người phụ nữ cứng cỏi. Con cảm xúc nha, trời ơi, nhưng mà mình rất là vô cảm, sợ nha. Cái mà Tuấn thích của nhân vật này là một nhân vật sống hướng ngoại. Nó hơi khác với Tuấn ở ngoài một tí xíu. Rồi cũng có cái nhiều cái tài lẻ, có những cái mối tình hay ho, mặc dù ở ngoài mình không hề có mối tình nào hết. Thì vô cái phim này thì mình được yêu nhiều người hơn. Có một sự thú vị từ nhân vật này cuốn hút Tuấn rất là nhiều. Mặc dù họ chỉ xuất hiện không quá nhiều, nhưng mà quý vị sẽ có thể nhận thức được họ là ai, họ sống như thế nào, họ gặp câu chuyện gì trong cuộc sống của mình. Và nó mang ý nghĩa rất lớn với Mai. Mai là một cái nhân vật rất là đáng thương và rất là nhiều nghị lực, gánh chịu rất là nhiều nỗi đau của xã hội cũng như là những cái nỗi đau của những người thân xung quanh gây ra cho mình. Đối với Quỳnh đó, đây là một nhân vật tiêu biểu cho cái việc là bị những sự chỉ trích và những sự áp đặt của cái xã hội này lên cô gái đó. Hồng Đào thấy thế này nhá, mình nhìn nhân vật Mai nên mình thấy là nó có rất nhiều cái bất công cho phụ nữ ngay cả tới thời bây giờ, và đối với Hồng Đào đó là một cái điều nó không công bằng. Bản thân Như cũng vậy, Như cũng thích những người con gái mà gọi là mạnh mẽ. Còn số phận của Mai thì chắc chắn là quý vị khán giả khi mà ra rạp sẽ cảm nhận được mỗi người một khía cạnh. Qua nhiều cái lăng hình tôi có xem, qua cái những lúc mà diễn chung thì tôi thấy Phương Đào là một diễn viên quá giỏi, rất giỏi. Cảm ơn Phương Đào. Quá dễ thương. Thật sự mình lần đầu tiên mình thấy một cô gái mà đẹp, mà có năng lực diễn xuất mà mình coi xong mình ngưỡng mộ thật sự luôn, bạn giỏi thiệt sự luôn. Và không chỉ vậy mà con ngoài cũng rất dễ thương nữa. Chị Đào là một người rất là nhập tâm với vai diễn luôn ấy. Và chị sẽ không để bất kỳ một thứ gì bên ngoài tác động tới việc chị nhập tâm vào vai của chị. Thật ra hỏi Thành là muốn khán giả đón nhận Mai như thế nào, Thành chỉ biết nói là quý vị đã yêu thương Thành như thế nào, đã yêu thương bố già và nhà bà nữ như thế nào, thì hãy yêu Mai hơn một chút vậy thôi. Bởi vì Mai là một tác phẩm Thành rất là tâm huyết. Thành rất mong là Thành không làm quý vị phụ lòng. Và Thành muốn quý vị xem xong bộ phim cảm thấy muốn yêu nhiều hơn.